Chào mừng các bạn đến với môn học COM107. Để bắt đầu cho môn học này thì chúng ta vào hệ thống CMS của trường cms.poly.edu.vn và các bạn sẽ đăng nhập vào. Rồi khi các bạn đăng nhập thì hệ thống nó sẽ chưa có user. Các bạn sẽ login with FPT. Như vậy thì lần đầu tiên các bạn sẽ sử dụng cái Gmail của mình đã đăng nhập vào hệ thống Gmail. Như vậy ở trong này thầy đã đăng nhập bằng cái hệ thống Gmail của thầy ở đây. Mình tq7@fpt.edu.vn. Như vậy mình đã đăng nhập và mình đã check mail được rồi nhé. Các bạn nhớ là vô đổi password và các bạn đổi lại cái ngày giờ hệ thống để cho nó đúng với cái chuẩn của Việt Nam. Sau khi mà các bạn đã đăng nhập được mail vào hệ thống của Gmail thì ở bên phần này các bạn sẽ chọn là login with fpt.edu.vn. Rồi ở đây các bạn chọn cái mail là FPT của mình. Rồi, như vậy thì sau khi mà các bạn vào ở trong này thì các bạn sẽ thấy những cái môn mà các bạn được phân để học. Như thầy thì thầy thấy được môn tin học do là thầy phân được dạy tin học cho các bạn. Các bạn sẽ bấm vào đây để tham gia. Nếu mà chưa có thì các bạn sẽ bấm vào cái nút tham gia khóa học ở bên này. Còn phải là thầy bấm rồi, cho nên là thầy bấm vào khóa học luôn. Khi vào khóa học thì các bạn sẽ đọc qua cái phần hướng dẫn dành cho sinh viên. Như vậy trong này sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là nhiều thứ để các bạn làm. Như vậy trong cái phần này sẽ xem cái video để hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái hệ thống CMS như thế nào. Rồi tiếp tục. Các bạn có thể paste lại. Paste lại ở cái phần phía trước. Rồi. Syllabus thì các bạn đọc qua cái thông tin của môn học. Đọc qua thông tin của môn học. Môn học của chúng ta là môn học COM107, được tính là 3 tín chỉ của hệ cao đẳng, tổng số giờ là 75. 75 giờ online là các bạn học và tự học là 57 giờ. Giờ thời gian trực tuyến là 12 giờ. 12 giờ tức là 6 buổi. Mỗi buổi 2 giờ cùng với giáo viên. Cùng với giáo viên. Rồi các bạn thi và làm bài kiểm tra trong vòng 6 giờ là kết thúc. Ở đây chúng ta sẽ học được học về soạn thảo văn bản Word, Excel và PowerPoint. Đó là ba cái phần chính ở trong cái môn học này. Đây là nội dung của chúng ta học. Rồi ở đây tham dự tối thiểu 65% giờ lên lớp các buổi học trực tuyến nha. Ha, các này là các buổi học trực tuyến. Tức là các bạn sẽ tham gia trong các cái buổi học là các bạn xem video rồi các bạn làm bài rồi đó. Còn cái giờ học mà lên lớp của thầy thì 75%, tức là 6 buổi. Các bạn không vắng quá 2. 6 buổi, à đúng rồi, 65, cỡ cỡ 65. Không vắng quá 2. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giảng viên giao. Hoàn thiện đúng cái thời hạn đọc assignment. Và assignment cuối kỳ là cái bài báo cáo cuối kỳ đó. Rồi. Sách. Ở đây điều kiện cuối môn là các bạn sẽ làm trắc nghiệm đủ 10 bài. Tí nữa thầy sẽ chỉ cho các bạn 8 bài, mỗi bài 10 điểm. Rồi thầy sẽ chỉ cho các bạn 8 cái bài Q để các bạn làm. Và mỗi bài bạn đạt phải tối đa 10 điểm. Không đủ thì các bạn sẽ làm lại, làm cho đến khi nào đạt 10 điểm thì thôi. Đánh giá quá trình tích cực 10%. Đúng tiến độ là tính 5%. Chuyên cần tham gia 5%. Cái này là do giáo viên đánh giá. Đánh giá cuối môn là 40%, thi trắc nghiệm và bảo vệ assignment là 60%. Như vậy thì giáo viên sẽ cho các bạn làm một cái bài assignment, bài tập Word, bài tập Excel và bài tập PowerPoint nhỏ kết hợp để tạo được một cái assignment cuối khóa. Trắc nghiệm bạn phải đạt trên 5 và assignment là bài thầy chấm phải trên 5 thì các bạn mới đạt mới có thể là thi trắc nghiệm trên
iOS đó, các bạn trách nhiệm trên phần mềm iOS ha, cái này là trên phần mềm để mà thi trách nhiệm khoa môn. Như vậy lúc này các bạn sẽ có một cái hệ thống khác để thi. Rồi tiếp tục thì ở trong này chúng ta sẽ có thể xem được cái phân bổ thời lượng học tập, lịch trình học tập và các cái cách đánh giá các bạn xem theo ở trong này. Sau khi mà chúng ta xem cái syllabus rồi thì các bạn sẽ quay trở ra các bạn sẽ học bài đầu tiên. Sau khi các bạn xem và học bài đầu tiên thông qua video ha, các bạn xem qua thông qua video thì các bạn chọn next và học phần tiếp theo. Nhớ là các bạn phải xem video để làm bài cho chính xác. Rồi các bạn xem qua video tiếp. Xem qua video tiếp. Rồi tiếp tục. Và cuối cùng thì các bạn sẽ đến một bài trắc nghiệm. Và bài trắc nghiệm này các bạn sẽ làm lại được nhiều lần. Các bạn làm lại được nhiều lần. Đến khi nào các bạn submit mà nó báo là 10 trên 10 thì các bạn kết thúc cái bài online đầu tiên. Như vậy các bạn cố gắng, chúng ta có thời gian học 6 buổi mà 8 bài lab, 8 bài trắc nghiệm này, cho nên ít nhất là cứ sau một buổi học các bạn làm một bài rưỡi. Ha, tốt nhất là làm hai bài. Một bài rưỡi thì nó chưa công nhận đâu, đúng không? Như vậy sau một buổi học thì chúng ta làm hai bài kêu để cho nó hoàn thành được cái thời lượng của chúng ta đúng. Và sau khi mà các bạn làm xong đối với lại Q1 thì các bạn chọn Next, nó sẽ qua bài học thứ hai. Bài học thứ hai về Word. Và tương tự như vậy, các bạn sẽ học hết tất cả các bài ở đây. Và các bạn làm hết 8 bài Q, cứ mỗi bài là nó có một bài Q ở đây. Sau khi các bạn làm hết 8 bài Q thì các bạn sẽ vào cái process để các bạn kiểm tra cái quá trình làm bài trắc nghiệm của mình như thế nào. Các bạn vào đây thì các bạn sẽ thấy Q1 thầy đã làm xong 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và mỗi bài thầy đều có đạt điểm là 10 trên 10, là 100%. Như vậy, ở như thế này, tình trạng như thế này thì các bạn mới được đủ điều kiện để dự thi nhé. Rồi sau đó các bạn sẽ làm thêm một cái bài final test. Mỗi bài này là 10 câu. Bài final test này là 60 câu. Đó, bài final test các bạn làm trong 60 câu. Final test là bài cuối cùng ở đây. Đây, được chưa nào? Đó, các bạn làm final test 60 câu. Rồi ở đây là nộp bài assignment. Cái mà thầy đã hướng dẫn cho các bạn là thầy sẽ cho các bạn làm bài hoặc Excel PowerPoint đó để các bạn làm bài xong thì các bạn sẽ nộp bài và các bạn đưa cái bài tập của các bạn lên đây và các bạn submit thì thầy sẽ nhận được cái bài làm assignment này. Được chưa? Đến giai đoạn cần thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn, đưa đề cho các bạn và các bạn làm xong các bạn submit lên đây. Như vậy thì chúng ta cơ bản là đã hoàn thành được cái nội dung học online. Vậy chúng ta có 6 buổi học mà gặp trực tiếp thầy thì chúng ta sẽ làm gì? Ở đây chúng ta sẽ phân ra cái thời lượng của chúng ta là cái bài đầu tiên là giới thiệu về Windows. Ha, giới thiệu về Windows. Như vậy thì trong buổi đầu tiên chúng ta sẽ bàn, sẽ trao đổi những cái vấn đề liên quan đến máy tính và hướng dẫn thêm cho các bạn về sử dụng hệ thống CMS. Ha, hệ thống CMS. Đó là buổi đầu tiên. Buổi thứ hai thì chúng ta sẽ trao đổi về Word. Về Word. Và buổi thứ ba là trao đổi về Word. Buổi thứ tư và thứ hai thứ à, không buổi thứ một và buổi thứ hai là chúng ta về Word rồi. Buổi thứ ba thứ tư là về Excel. Buổi thứ ba thứ tư là về Excel. Buổi thứ năm là PowerPoint và ôn tập. Buổi thứ sáu là ôn tập. Ha, buổi thứ sáu là ôn tập. Như vậy chúng ta có tổng cộng là 6 buổi. Vậy thì để buổi đầu tiên là chúng ta nói về công nghệ thông tin và chúng ta nói về soạn thảo văn bản thì các bạn ở nhà các bạn sẽ xem trước phần này, xem trước.
và thầy sẽ gửi cho các bạn một cái đường link để các bạn tải bài tập về. Các bạn tải bài tập về, bài giảng và bài tập. Như vậy cái bài giảng này là thêm, phần thêm. Còn cái bài giảng ở trong cái hệ thống CMS này thì các bạn coi qua rồi. Còn cái bài giảng này là file Word, file PDF thì các bạn có thể là xem thêm. Ví dụ những vấn đề liên quan đến Windows đến 86 trang. Rồi những vấn đề liên quan đến Word, nếu mà bên kia các bạn xem mà chưa hiểu thì các bạn có thể là xem thêm tài liệu ở đây, cũng sẽ có hướng dẫn cho các bạn khá là chi tiết. Rồi bên này Excel cũng vậy, các bạn cũng có thể xem thêm về nội dung của Excel. Đó, có hướng dẫn rất là cụ thể chi tiết các cái nội dung liên quan đến Excel. Và PowerPoint cũng thế, các bạn sẽ xem cái nội dung PowerPoint. Sau khi mà các bạn xem ở cái phần nội dung ở đây thì các bạn sẽ có thứ nhất bài thực hành Word. Thì trong này nó có yêu cầu nằm ở đây. Yêu cầu Word nằm ở đây là bài tập thực hành cơ bản. Rồi, bài 1, bài 2, bài 3 gì đó. Rồi đến ví dụ như là bài bài này là bài 4. Yêu cầu các bạn là mở cái thư mục bài tập Word Word 4.doc lên để làm, tức là dữ liệu này người ta đã cho các bạn. Ví dụ ở đây dữ liệu bài tập Word 4. Mở lên. Đây. Thì trong này thực ra là giáo viên đã làm rồi. Để tí nữa thầy sẽ sửa lại là bỏ cái format này đi cho các bạn. Thì quay trở lại các bạn có thể là nhấn Ctrl A, các bạn sẽ bấm là vô đây. Bỏ hết format. Bỏ hết format. Rồi chữ T các bạn sẽ xóa lên. Chỗ này nó có chữ T các bạn xóa lên để các bạn làm lại. Thì tí nữa thầy sẽ sửa cái này lại cho các bạn luôn. Để các bạn làm lại theo cho nó giống cái yêu cầu. Giống yêu cầu ở đây. Đây, các bạn làm lại cho nó giống yêu cầu ở đây. Được chưa nào? Rồi, tương tự như vậy. Qua đến bài 5. Bài 5. Bài 6, bài 7, bài 8. Đây, thì dữ liệu có. Các bạn sẽ format lại làm sao cho nó giống cái này. Đó là về phần Word ha. Phần Excel thì các bạn sẽ làm bài tập. Bài tập ở đây. Thầy đã đưa cho các bạn rất là nhiều bài tập. Các bạn làm dần đến. Thì trong những buổi mà chúng ta gặp nhau thì thầy không dạy hàm nhé. Nhớ là thầy không dạy hàm. Ví dụ số ngày thuê bằng công thức là gì, thầy không dạy. Bởi vì các bạn đã học trước rồi. Số tuần làm sao để tính, thầy cũng không dạy. Thầy chỉ giải bài tập và thầy hướng dẫn thêm thôi, giải đáp thắc mắc thôi. Cho nên làm sao để tính được số tuần thì các bạn học trước giúp thầy. Làm sao để tính được số ngày lẻ là các bạn cũng học trước giúp thầy. Đó, thì trong cái phần mà học Excel đó là người ta đã dạy rồi. Cho nên các bạn học và làm bài tập này. Thì trong những buổi mà gặp thầy trực tiếp thì chúng ta sẽ trao đổi, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho các bạn những gì mà các bạn không làm được, hơi khó thì thầy sẽ giải đáp thắc mắc. Đó là bài tập Word và Excel. Qua đến phần bài tập PowerPoint thì cũng sẽ có cái phần yêu cầu bài tập PowerPoint, các bạn xem qua bài tập PowerPoint. Được chưa? Rồi bài tập thực hành Win, nếu các bạn tranh thủ thời gian thì thực hành thêm cái phần này để mình biết về Win. Đó là bài tập. Sau khi các bạn làm xong thì thầy sẽ share cho các bạn thư mục này. Các bạn sẽ ghi cho thầy là lớp, số thứ tự, mã số sinh viên, họ tên. Ha, thầy sẽ chuyển cho các bạn cái số thứ tự, mã số sinh viên, họ tên. Và nhớ ghi đúng cấu trúc này giúp thầy. Đây là bạn này ghi đúng nè. Lớp, mã số sinh viên, họ tên. Và sau khi bạn tạo như vậy đó, thì những cái gì mà các bạn làm bài, các bạn cứ đưa vô đây. Đó, những cái gì các bạn làm bài, các bạn đưa vô. Ha. Có những bạn đã làm chỉ mới phần Word, có những bạn là đã làm qua đến rất là nhiều ở bên trong. Thì qua một lớp khác thử xem nè. Cái này là ngẫu nhiên nha. Ngẫu nhiên thầy mở ra. Đó, có bạn đã làm rồi. Như vậy sau khi mà các bạn có được dữ liệu ở đây thì hôm sau thầy sẽ xem bài và hướng dẫn thêm cho các bạn. Nhà chúng ta có hệ thống bài tập, bài giảng và chúng ta có hệ thống
làm bài và cập nhật cái bài của các bạn lên đây. Được chưa nào? Rồi, sau khi mà chúng ta sẽ hoàn thành 6 buổi thì thầy sẽ lọc cái điểm online của các bạn. Rồi đây là một số lớp đã học trước và nó đã có điểm nè. Thầy sẽ mở cho các bạn xem nhé. Hàng tuần thì nhà trường sẽ tải cái file tiến độ này về. Đây, cái file tiến độ này về. Và giáo viên sẽ có nhiệm vụ lọc lại lớp của mình. Có nhiệm vụ lọc lại lớp của mình. Xem thử là các bạn của lớp mình đã làm việc như thế nào. Thì đây là tiến độ. Có một số bạn đến giờ này đã làm xong hết mọi chuyện rồi. Ha, rất là thoải mái. Còn có một số bạn thì làm chỉ mới một bài. Một bài, hai bài, ba bài. Đó. Như vậy thì các bạn học sau một tuần, thầy sẽ nhận được cái file và thầy sẽ thống kê xem thử là các bạn đã làm đến đâu, làm như thế nào. Khi mà các bạn đã làm được hết 8 bài kêu và đủ điều kiện để bảo vệ assignment thì sẽ làm bài tập assignment và nộp lên. Thầy chấm bài tập cho các bạn đủ điều kiện thì các bạn sẽ đi tiếp là lên hệ thống để các bạn tải cái CMS, cái iOS nha. Đây, các bạn sẽ lên hệ thống của LMS nè. Các bạn sẽ đăng nhập bằng cái mail của FPT, cũng là mail của FPT. Các bạn đi xuống phía dưới, nó có là Hồ Chí Minh. Và các bạn xuống dưới cùng, thì nó có cái phần iOS Client. Ha, bạn tải cái này về. Rồi hướng dẫn cài đặt iOS. Đó là hai cái phần này các bạn dùng để thi trắc nghiệm kết thúc môn học của con 107. Rồi, như vậy cơ bản là chúng ta giới thiệu qua con 107. Các bạn có gì thắc mắc thì chúng ta sẽ trao đổi thêm vào buổi học tiếp theo khi chúng ta gặp trực tiếp với nhau. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và chúc các bạn có được cái kết quả tốt nhất cho môn học con 107. Chào tạm biệt các bạn.